Kai Havertz tàng hình, Leverkusen suýt thua. Real Madrid trả lời Barca dõng dạc. Tổng hợp Futsal vô địch quốc gia HD Bành 2020. Văn Lâm hết cơ hội dự AFF Cup là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, 15 tháng 6. Xin chào các bạn khán giả của Naysport. Chúng ta lại được gặp nhau trong bản tin Naysport News được phát sóng vào lúc 12:30 hàng ngày trên fanpage và kênh YouTube của Naysport. Thưa quý vị, cứ mỗi trận đấu có sự góp mặt của Leverkusen thì người ta lại chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất, đó chính là Kai Havertz. Nhưng trong trận cầu đêm qua, trước đối thủ chỉ là Schalke 04, tai có thể nghe nhưng mắt thì Minh Anh thực sự không thấy Havertz đâu cả. Và đây sẽ là phần tổng hợp những trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật của vòng 31 Bundesliga. Hành quân đến Feltens Arena của Schalke 04, các cầu thủ Leverkusen tràn trề tự tin có được 3 điểm khi đón chào sự trở lại của thần tài Kai Havertz. Cùng với đó là thính thích bết bát của thầy trò huấn luyện viên David Wagner. Tuy nhiên, 90 phút của trận đấu lại gây ra nhiều sự thất vọng cho các cổ động viên của Leverkusen. Trong một ngày mà Kai Havertz chỉ vừa mới hoàn toàn hồi phục sau chấn thương đã lại phải ra sân gồng gánh các đồng đội ngay từ đầu, anh cho thấy cuộc sống của mình vẫn phải cần thời gian để chịu sức ép lớn. Hệ quả đã không thể gây ra được sóng gió về phía cơ môn của một Schalke 04 rệu rã. Đoàn quân của Peter Bos còn phải đón nhận bàn thua ở phút thứ 51 sau quả đá penalty chính xác của lão tướng Caligiuri. Những tưởng bàn thua sẽ khiến cho Leverkusen tỉnh giấc, thế nhưng đây là trận đấu mà các cầu thủ Leverkusen đã ngủ hơi sâu và chỉ có may mắn mới giúp họ thoát thua trận này. Phút thứ 81, từ đường căng ngang bên phía cánh trái của Wendell, hậu vệ Miranda đã sử dụng ưu thế sải chân dài của mình cùng một chút sức ép đến từ Paulinho để đưa bóng về lưới nhà, ấn định trận hòa 1-1 trên sân Feltens Arena. Kết quả của trận đấu khác vòng 31 Bundesliga, Augsburg giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Mainz 05 với bàn thắng duy nhất của Florian Niederlechner. Ngoài bàn thắng của tiền đạo người Đức, trận đấu còn có một tình huống đáng chú ý khi tiền đạo Awoniyi của Mainz 05 đã gặp chấn thương nguy hiểm ở vùng đầu sau pha va chạm với hậu vệ của Augsburg. Sau vòng 31, thứ tự các đội bóng trên bảng xếp hạng không có sự thay đổi nhiều. Cuộc chiến vào top 4 để giành một vé dự UEFA Champions League mùa sau vẫn rất cam go khi với trận hòa trước Schalke 04, Bayer Leverkusen đã vươn lên vị trí thứ 4, hơn đội đứng sau là Mönchengladbach đúng một điểm. Chuyển sang La Liga, khi Barcelona gọi, người ta chờ đợi Real Madrid trả lời. Và rạng sáng nay, chỉ cần 45 phút thi đấu đầu tiên, người ta đã nghe thấy câu trả lời dõng dạc đến từ thầy trò huấn luyện viên Zidane. Chào đón sự quay trở lại của hàng loạt các trụ cột sau khoảng thời gian đóng băng vì Covid-19. Đặc biệt là số 7 mới Eden Hazard, đội bóng hoàng gia Real Madrid tràn trề sinh khí tiếp đón người tí hon A3. Ngay từ phút thứ 4, Toni Kroos đã khai thông thế bế tắc bằng một pha đá nối nhìn thì đẳng cấp, nhưng thực ra tiền vệ người Đức lại làm dễ như ăn kẹo. Ở những phút tiếp theo của hiệp 1, các cầu thủ Real Madrid đã biến đây trở thành một trận đấu tập và vì thế mà các đôi chân của giải thiên hà vô cùng thanh thoát. Liên tiếp là những pha lập công của Ramos và Marcelo ở những phút 30 và 37 đã giúp thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane định đoạt trận đấu trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1. Đặc biệt, hai bàn thắng đều có dấu ấn của siêu sao Eden Hazard, người đang được kỳ vọng rất nhiều cho sự trở lại này. Những nỗ lực của A3 chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 60 của Bigas. Trong ngày 15 tháng 6, một đội bóng khác của thành Madrid cũng ra sân là Atlético Madrid với chuyến làm khách trên sân của Athletic Bilbao. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng của Simeone bất ngờ bị dẫn trước ở phút thứ 37 sau pha làm bàn của Muniain. Trong cái khó, gã đồ tể Diego Costa đã lên tiếng với bàn thắng gỡ hòa chỉ ngay sau đó 2 phút. Những phút còn lại, không đội bóng nào ghi thêm được bàn thắng. Hai đội tạm chia điểm trên sân của Athletic Bilbao. Ngoài ra, Real Sociedad cũng có trên mình trận hòa 1-1 trước Osasuna, qua đó tiếp tục cuộc đua top 4 tại mùa giải năm nay. Với chiến thắng 3-1 trước A3, Real Madrid tiếp tục bắn đuổi Barcelona trong cuộc đua đến ngôi vô địch với 2 điểm ít hơn. Còn Atletico Madrid, họ đã lỡ cơ hội vào top 4 sau trận hòa với Bilbao trên sân khách. Tiếp theo sẽ là cụm tin chuyển nhượng với những tin tức không vui vẻ với các cổ động viên của Manchester United và Chelsea. Jadon Sancho đang đứng trước viễn cảnh phải ở lại Dortmund thêm một mùa giải khi những điểm đến tiềm năng, đặc biệt là Man United, không sẵn sàng chi khoản tiền khổng lồ 100 triệu bảng. Ngoài khoản phí chuyển nhượng cao ngất ngường, nếu mang ngôi sao trẻ người Anh về sân Old Trafford, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ sẽ phải gánh vác thêm khoản lương lên tới 200.000 bảng một tuần. Lý do chính là từ sự khủng hoảng kinh tế do Covid-19 gây ra. Hiện Jadon Sancho vẫn còn giao kèo 2 năm với đội bóng chủ sân Signal Iduna Park
ra sân 41 trận và có cho mình 20 bàn thắng, 20 kiến tạo trên mọi đấu trường trong mùa giải năm nay. Chelsea đang gặp khó trong thương vụ hỏi mua Kai Havertz khi ban lãnh đạo của Leverkusen hét giá tài năng sáng giá của họ lên tới 90 triệu bảng. Do tác động của Covid-19 và báo cáo tài chính từ Deloitte cho thấy đội bóng chủ sân Stamford Bridge khó có thể chi đậm trong hè này. Vậy nên họ chỉ sẵn sàng bỏ ra 15 triệu bảng cho tiền vệ người Đức. Hiện Kai Havertz đang là món hàng cực hot trên thị trường chuyển nhượng năm nay và tờ Atlantic đã nhận định The Blues không phải là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua giành chữ ký của Havertz. Huấn luyện viên Frank Lampard tuyên bố Kepa chỉ còn 9 trận đấu tại Ngoại hạng Anh để quyết định tương lai của mình tại Stamford Bridge do phong độ thiếu thuyết phục trước khi Ngoại hạng Anh tạm nghỉ do Covid-19 cùng cái mác hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ đã khiến Frankie phải đưa ra yêu sách quyết liệt với thủ thành Tây Ban Nha. Được biết, Nick Pope và Andre Onana đã là hai cái tên được đồn đoán đã sẽ thay thế vị trí của Kepa trong tương lai. Thiago Silva và Edinson Cavani chính thức sẽ rời Paris Saint-Germain ngay sau khi hết hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử vào mùa hè 2020. Do tình hình tài chính cũng như kế hoạch phát triển cầu thủ trẻ trong tương lai, ban lãnh đạo của đại gia nước Pháp quyết định chia tay với chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội bóng cũng như người đội trưởng và là trung vệ hàng đầu của mình. Ngoài ra, PSG ưu tiên giữ chân những Thomas Müller, Levin Kurzawa và Eric Maxim Choupo-Moting cho những chặng đường ở mùa giải tiếp theo. Chuyển sang phần tin trong nước, chiều qua 3 trận đấu khai mạc của vòng chung kết Futsal vô địch quốc gia HD Bank đã diễn ra. Hai đại diện chủ nhà là Savines Sanatech Khánh Hòa và Sana Khánh Hòa đều đã ra sân với những kết quả có phần khác nhau. Nào ngay bây giờ, hãy cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi. Chiều ngày 14 tháng 6, các trận đấu thuộc vòng chung kết giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020 đã chính thức diễn ra. Tính chất khắc nghiệt tại cuộc đua tại vòng chung kết đã được thể hiện ngay ở những trận đấu mở màn. Ở cặp đấu đầu tiên thì Quảng Nam và Cao Bằng đã bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Đây cũng là tỷ số của trận đấu giữa Savines Sanatech Khánh Hòa và Đà Nẵng. Ở trận đấu muộn nhất thì Việt Football đã không thể tạo được bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều là Savines Sanatech Khánh Hòa khi thất thủ với tỷ số 0-7. Các trận đấu còn lại của lượt đi sẽ tiếp tục được diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang. Cụm tin vắn trong nước của chúng tôi sẽ tràn ngập những tin vui dành cho bóng đá Việt Nam. Với những cống hiến của mình thì thầy Park đã đạt được thêm một thành tựu mới. Còn các học trò của ông thì nhận được những lời có cánh đến từ một ngôi sao của giải Ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Park Hang-seo được Fox Sports Asia đưa vào danh sách 9 nhà cầm quân xuất sắc nhất châu Á. Góp mặt trong danh sách này còn có huấn luyện viên Alfred Riddle và thầy cũ của huấn luyện viên Park Hang-seo là huấn luyện viên Gus Hiddink. Kể từ khi sang Việt Nam thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp các đội tuyển Việt Nam đạt được nhiều thành tích lớn như Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 hay gần nhất là giành huy chương vàng SEA Games 30 ở Philippines. Theo thống kê, Quang Hải đã có tới 271 phút chưa thể ghi bàn tại V-League. Lần gần nhất Quang Hải nổ súng là cú đúp ở chiến thắng 5-2 trước Viettel tại vòng 23 V-League 2019. Xen giữa khoảng thời gian này, Quang Hải chỉ có 2 bàn thắng ở đội tuyển quốc gia và lấy Malaysia tại vòng loại World Cup và Philippines tại SEA Games 30. LS V-League 2020 sẽ tiếp tục diễn ra vào giữa tuần này. Quang Hải cùng các đồng đội sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Hàm Đẫy vào ngày 18 tháng 6. Và tâm điểm của vòng đấu sẽ là trận derby Đông Bắc giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng 6 trên sân vận động Lạch Tray. Maya Yoshida, ngôi sao thuộc biên chế của Southampton, cho rằng sự cạnh tranh của bóng đá châu Á đang ngày càng tăng khi các đội tuyển như Việt Nam ngày một tiến bộ. Yoshida cho biết, Nhật Bản đã không còn dễ dàng đánh bại Việt Nam như cách đây 7 hoặc 8 năm tại tứ kết Asian Cup 2019, thì Nhật Bản chỉ thắng Việt Nam 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm 11m. Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Thái Lan khẳng định sẽ không dừng giải đấu để phục vụ cho đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2020. Thái Lịch dự kiến tái khởi động vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5 năm sau, trong khi AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến 21 tháng 12. Do giải đấu không thuộc FIFA Day nên Mường Thông United có quyền không nhả Văn Lâm cho đội tuyển Việt Nam. AFC và AFF đánh giá rất cao việc khống chế dịch Covid-19 và những sân bóng đông khán giả tại Việt Nam trong điều kiện an toàn y tế. Với thông tin này thì đây là cơ hội lớn để Việt Nam giành quyền đăng cai AFF Cup 2020. Cũng theo như ông Trần Quốc Tuấn, ông đang trao đổi với chủ tịch AFF để tổ chức bốc thăm vòng bảng tại Việt Nam vào tháng 8 tới đây.
Đó cũng là phần tin cuối cùng của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12:30 hàng ngày trên fanpage và kênh YouTube của Nextport. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. AFF Suzuki Cup 2020. Next Media sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông tại 4 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Hình thức miễn phí và trả tiền trên tất cả các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, internet, IPTV, di động, phát hành, trình chiếu công cộng. 26 trận đấu hấp dẫn. Đón xem trên các hạ tầng và nền tảng phát sóng.